Chào cộng đồng, chào các anh chị. Em biết ơn thầy đã gọi em. Thực sự với thầy là em biết ơn thầy. Trước tiên thì em vẫn phải xin nói là em bị run, cho nên là đây cũng là một cái bài tập của em để em đứng gọi là phát biểu trước đám đông thì em vẫn bị run. Và em xin chia sẻ câu chuyện của em thì nếu mà mọi người ở đây lâu thì cũng chắc là cũng biết câu chuyện của em rồi. Em đã vào đây được đến tháng này là 10 tháng. Em vào từ 28 tháng 10. Và thật sự là em cũng không biết kể, có thể là em sẽ không kể hết bởi vì em bị run và em cũng bị bối rối, nên là nó sẽ không được hết những cái gì mà mình muốn nói, nhưng mà em nhận được quá nhiều thứ ở thầy. Trước tiên là em khao khát để được sửa mình, để được chuyển hóa thân tâm trí của mình từ rất là lâu rồi. Và em cũng đã đi học ở rất là nhiều cộng đồng. Suốt 7 năm qua em đi tìm những lớp học, và mỗi cái lớp học thì em cũng đã có nhiều cái thay đổi. Nhưng mà đến khi đến gặp thầy thì thực sự là em đã tìm thấy chìa khóa để cho cái cuộc đời của mình để sửa. Và em biết rằng là cộng đồng của thầy, và thầy là người mà vô cùng quan trọng, vô cùng là gọi là không thể thiếu ấy, vì là nếu mà thiếu thầy thì thật sự là bị mất động lực. Với em, bản thân em đã có rèn luyện rất là nhiều, và em biết rằng là rèn luyện dù có lâu đến mấy cũng không phải là mình đã có thể duy trì được mãi mãi. Và em nhận thấy rằng là mỗi bài học của thầy, nó như là mỗi cái bài học của thầy, nó đều có em ở trong đó, đều có chính những có em sẽ nhận được những bài học. Em có thể là em nói chuyện nó hơi dài, nhưng mà vì là nó nhiều 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 cái tuyệt vời quá, thì em cũng xin chia sẻ một chút những cái thành quả mà em đã nhận được. Có thể là thầy không nhớ, nhưng mà em trước đây em cũng đã chia sẻ với thầy rằng là em cái bây giờ thì em mới có em nhắc lại, đó là em đã trả nợ được cái khoản nợ cũng gọi là rất là lâu. Và từ khi mà em vào cộng đồng được được 1 tháng thì em đã chính thức là em thanh thản, vì là em trả được các khoản nợ của em từ nhiều nhiều năm trước với mọi người. Cho dù mọi người cho em vay thì cũng không nhiều, mỗi người vài triệu đến chục triệu, nó cũng không không mọi người không đòi đâu. Nhưng mà tự bản thân em thì em rất là em lúc nào cũng day dứt, em bảo làm sao để có tiền để trả nợ. Và khi vào với thầy thì đúng là cũng là những cái nhân duyên, và nó em cũng gọi là có một khoản tiền để mà để giải phóng được cái khoản nợ đó. Vì là một người cũng là viên chức nhà nước, cho nên là cái việc tích là không khó khăn, nên là cái việc trả nợ thì nó cũng sẽ bị lâu. Và cái điều đó là em hôm nay em cũng xin chia sẻ lại là thứ nhất là về tài chính thì bây giờ là em bình an, em không có nợ nần, nên là chỉ lo bây giờ là rèn luyện bản thân, sức khỏe thân tâm trí mình. Cái thứ hai là về sức khỏe thì trong cái thời gian mà vào vào với thầy ấy, thì trước đó là em bị rất là nhiều bệnh. Mọi người nếu mà đã nghe câu chuyện của em thì cũng đã biết, và những cái bệnh gần như là em đi khắp các bệnh ở Hà Nội, từ bệnh nhẹ đến bệnh nặng, bệnh da liễu, rồi bệnh dạ dày, rồi đại tràng, rồi bệnh xương khớp, viêm khớp dạng thấp là một cái bệnh nó gọi là theo cả đời. Nhưng mà gần như từ lúc ngày vào với thầy được 10 tháng nay thì cái xương khớp của em là nó hoàn toàn là tốt. Trước đây thì em bị đau và em không 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 xách được vật nặng, những quyển sách to hay là những cái việc mà mình phải thay đổi cái tư thế của khớp là nó cũng rất là khó khăn đấy. Nhưng mà bây giờ em thấy mình rất dẻo dai, đó là cái phần mà em nhận được. Cái thêm nữa đó là em bị bệnh, trước khi vào thầy thì em bị một cái bệnh, đó là bệnh ung thư tuyến giáp. Và lúc đó thì em cũng đã đi viện điều trị được 1 tháng, và lúc đấy thì cũng cũng thay đổi nhiều thứ về tâm lý, rồi về 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 sức khỏe, nội tiết nó cũng rất là nhiều thứ, và cũng rất là lo lắng. Và khi vào học thầy thì sau 6 tháng thì em nhận được kết quả là em hết cái tế bào ung thư,
và mọi người cũng nhìn thấy trẻ em chắc là cũng cũng trẻ hơn và xinh hơn so với thời gian đầu mà em vào, và em cũng nhận thấy điều đó. Mỗi ngày mình càng có nhiều năng lượng tích cực hơn và tốt hơn. Cái thêm nữa là em cũng xin chia sẻ thật với thầy là về cái việc đợt này ấy, đợt này thì em chỉ tập trung vào rèn luyện bản thân thôi. Đó là những cái như là nhận diện vấn đề, rồi đối diện với vấn đề và để chuyển hóa nó. Thì và bên cạnh đó thì chia sẻ thật với thầy là em trước đây thì em lúc bị bệnh ấy thì là em bị mất ngủ một thời gian, không ngủ được, nhưng mà bình thường là em ngủ rất là tốt và rất là nhiều, và gần như là không thể dậy được bằng tiềm thức, và vẫn phải nhờ tiềm thức hỗ trợ đấy. Nhưng mà em rất là áy náy và cảm thấy là mình tại sao mình chưa làm được điều đó, vì là em cảm thấy là sợ mất bài học của thầy. Thế cho nên là em vẫn phải vừa xin tiềm thức và lại vừa vẫn phải nhờ đến điện thoại. Thế nhưng đến chu kỳ này thì em quyết tâm là em bỏ điện thoại. Thì em cũng rất là bất ngờ là từ ngày đầu chu kỳ đến giờ là em dậy hoàn toàn bằng tiềm thức. Tuy là có hôm thì dậy sớm hơn, có hôm thì dậy muộn hơn, nhưng mà cái này là một cái mà kết quả mà em cảm thấy là rất là vui, bởi vì là em không ngờ rằng là em có thể dậy được bằng bằng một cách tự nhiên như vậy. Và em về mối quan hệ về gia đình thì em cũng thấy là tốt hơn, em quan tâm đến ba mẹ nhiều hơn, và với mọi người cũng vậy, thì em cảm thấy là mọi mối quan hệ nó tốt hơn, nó gần gũi hơn. Đúng ra là em nhận được nhiều lắm mà, có em cũng muốn kể nhiều, nhưng mà thôi thời gian có hạn nên là em cũng xin phép là chia sẻ như vậy. Và em cảm ơn, em biết ơn thầy rất là nhiều, rất là cần thầy ạ, em biết ơn thầy. Chúc mừng chị Vi Việt Nga à, rất là thay đổi, có quá nhiều thứ kỳ diệu đúng không nào? Và chị đang nói chuyện khá là tự tin thì ban đầu chị không nói được như vậy đâu nhá, chị không nói rõ ràng được như vậy đâu. Bây giờ chúc chị vì chị vừa khỏi cái bệnh bên trong này, rồi vừa hanh thông trong công việc và trả cái khoản nợ thì tôi giờ mới mới nhớ chứ hồi xưa tôi không có nhớ. Đấy, chị cũng giải phóng được khoản nợ của mình này và chị kết nối được với ngôi nhà số 2 là bố mẹ được không ạ? À? Rồi à, tôi đang nghĩ trong đầu của chị bây giờ chị sẽ tiến tới cái góc của ngôi nhà số 3. Đấy, chị hãy Đang đặt mục tiêu. chờ thì ạ. Đúng không? Đúng Vẫn xin là rồi. tiềm thức rồi. Chị xứng đáng với cái nguồn năng lượng mới với lại cái Thank you.